Hello, Hương xin chào tất cả các bạn. Trời Nam Cali mưa từ sáng tới giờ. Giờ nó mới vừa tạnh rồi các anh chị, mới vừa tạnh nên Hương bước ra vườn sen của mình quan sát chiêm ngưỡng sơ nó chút xíu coi. Coi nước nhiều không chút xíu Hương phải đi thổi nước mà không biết có ngưng mưa chưa. Mới vừa ngưng nên Hương bước ra. Sốt ruột quá lo cho mấy cây em bé này. Hương ra Hương quan sát sơ cái ngôi vườn của mình chút xíu. Nam Cali năm nay mưa quá nhiều các anh chị ơi. Ở xa ngắm lại vườn sen coi nó như thế nào. Mưa gió quá. Cái vườn sen của Hương ra ngắm coi mưa gió. Nam Cali mưa quá, mưa từ rồi tối ngày hôm qua tới giờ. Trời còn hơi lâm râm đó các bạn, Hương đứng đằng xa. Nước không? Cây sen này thời tiết mùa xuân nó rất là đẹp. Mà cây này giống này là rất là dễ trồng các bạn. Giờ nhà Hương cắm riết nhiều lắm mà, nó rất là dễ trồng. Mưa quá thành ra một số cây của Hương bị thối đọt, thối gốc cũng có luôn. Mưa gió anh này anh bị ngã. Bị ngã. Hương bước ra, Hương mới lấy cái bụi cây airplane của Hương, Hương thảy ra đây. Nó đang ra bông nè các anh chị, mà nó chưa nở, thành ra Hương mới để nó ra đây đặng cho mưa cho nó có nước. Mấy đứa này nó nằm ở chỗ này thì nó Hương thâu chắc không phải có được sáng rồi đó. Hương mua cái cây này á, Hương chọn cái cây mà cái tàn nó cái bảng như vậy, thành ra cái ta cây như vậy thì cái phần lá ở trên nó không có được xum xê lắm, mà Hương muốn lấy nó cái loại này nó có một nhánh bự vậy, chứ còn mấy cây mà nó xum xê trong đó nó tới 4-5 nhánh lận các bạn thì nó xum xê lắm. Còn Hương chọn cái cây
cái bảng bự vậy thôi, thì cái tàn ở bên trên nó không có được xum xê lắm. Mà tại cây cây này thì lúc mà mình nhìn nó cũng tương đối khá, tại vì nó có một cây nhỏ, về Hương cắt cái cây nhỏ ra, thành ra cái cây bự này cái tàn của nó không có được nhiều, không được nhiều lá. Mà Hương dụng cái nó có cái thân của nó một bảng một, một cái bảng một nhìn giống như là cái quạt vậy đó. Ra được cái này mất cái kia, nên Hương lấy cái cây này nó một bảng bự, nó thì cái phần lá ở trên nó không có được xum xê nhiều. Ở đằng nursery bữa hôm Hương đi kiếm mấy cái cây đột biến đẹp đẹp không có. Hương lại thấy cái cây này bữa hơn Hương mua, giờ lại thấy cái cây bán 150, nó nhỏ quá, nhỏ xíu xấu quá à, nó gãy tùm lum nhỏ xíu, nhỏ hơn cây này mà giờ 150. Lúc sau này bán có vẻ giá hơi cao hơn lúc trước rồi. Cây này lumen đó, mà lumen mà cây này cái màu tương đối nó tươi. Cây này cái màu đẹp lắm các anh chị, màu nó đẹp nó sáng. Còn cái cây Hương mới mua tuần rồi thì cái màu nó đẹp thì có đẹp, nhưng cái màu nó thì mình nhìn nó hơi tối, nó không được sáng. Mua có này có kia. Cái là khí ebony, ebony. Ebony này là cái lá của nó hơi nhỏ một chút mà nó dài. Còn có cái cây ông xã Hương mới mua bữa hôm thì nó lá nó to bề bản hơn, nó ngắn rồi.
này nó đẹp quá các anh chị. Giờ ánh nắng nó sáng lên rồi, còn nãy giờ Hương Thâu nó hơi bị tối đó các anh chị, tại trời mưa mới vừa ngưng Hương bước ra Hương thăm, thành ra Hương thực hiện video Hương gửi đến các bạn. Tại mấy ngày qua Hương không có làm video. Các bạn thấy vườn của mình giờ nhiều, vô mùa xuân nhiều cây đẹp lắm các anh chị, nhiều cây đáng chiêm ngưỡng. Ngôi vườn của mình vào mùa xuân nhiều cây đáng chiêm ngưỡng lắm các bạn. Đối với Hương, Hương thấy nó rất là đẹp. Mỗi người có cái sở thích đó các bạn, thành ra Hương thấy đẹp Hương thích. Không biết các bạn nhìn có thấy nó đẹp hay không thôi. Mình ra mình ngắm hoài mình không có thấy chán các bạn ơi. Mỗi cây nó có một vẻ, mỗi cây nó có một vẻ đẹp khác nhau. Nên nó rất là thu hút, chính vì vậy mà nó móc túi tiền của mình được đó các bạn. Tốn tiền nhiều dưới nó lắm. Hơn thích cái sỏi cầu vồng mà cái cầu cọng dài này hơn. Tại cái cọng dài nó rẻ hơn cái cọng tròn đó. Cái lá tròn mà nhưng nó nhìn thấy nó đẹp, thì cái viền đỏ của nó đẹp quanh năm. Còn cái cây này mới nay để ông ra ảnh hơi đậm đậm, thành ra thấy nó đẹp thì có đẹp nhưng nó không có được tươi màu lắm, nó hơi tối màu mà nhưng thấy nó cũng khá đẹp. Có bạn hỏi Hương mua cây này nhiều, gần 100 đô đó các bạn ơi. Gần 100 đô, chính xác nó là 90 đô đó.
Cây này rất là đẹp á. Mấy cây này nó nằm ở chỗ cái vách nhà này, nó ở bên trên nó có cái mái tôn, nó che được nước mưa, nó đỡ, nó không có bị nước mưa nhiều. Cây này nó đẹp quá à, cái nào cũng nói đẹp hết các bạn. Chắc các bạn thấy lắc mắt mắt cái nào hơn cũng nói đẹp hết. Tại của mình, thật sự mình cũng cảm thấy mình đẹp đối với mình nên mình mới rinh chúng về ha các bạn. Nó có mỗi cây nó có một vẻ khác nhau. Cây này nó cũng to lắm rồi. Cây nào cũng thích hết. Cây này cũng bự rồi nè, cũng cần đổi chậu cho nó nè. Các anh chị mà trồng sen đá muốn cây của mình mau lớn đó các anh chị, đừng có trồng trong cái chậu nhỏ quá, trồng trong cái chậu mà nhiều nhiều đất một chút á, để cho nó có nhiều thức ăn đó các anh chị. Nó mau lớn hơn là mình trồng trong cái chậu quá nhỏ. Thì mình nghĩ những cây mà người ta trồng bonsai đó, họ chơi bonsai là cái giống cây của họ không phải là nhỏ xíu vậy đâu. Tại vì cây to lắm mà, nhưng họ trồng trong cái chậu ít đất á, thì họ ép hãm lại cho cái cây nó chậm lớn. Thành ra mình trồng sen đá á, mà mình muốn sen đá của mình mau lớn á, đừng có trồng trong cái chậu nhỏ quá, ít đất quá là cái cây nó sẽ lâu lớn. Cây này là cây Marble. À, cái thằng bên này các bạn mới thấy giống cái cây bên Hương mới thâu vừa xong ha, mà nhưng nó khác loại đó các anh chị. Cái cây hồi nãy dường như là cái cây cây bên này là cái cây ai lady. Cái cây nó cái màu thì tương tự mà nhưng cái lá của nó đó nó nhỏ hơn thằng này. Thằng tôi này là Phai Pila, cái lá nó to hơn là cái ở cái đọt của cái lá nó đó, cái màu đậm hơn. Cây này nhìn nó vô nó thu hút nhiều hơn, to lắm rồi. Mấy cây này là Hương mua cả năm trước á, nó nhỏ xíu à. Cây này nó có cái bảng tên đó các anh chị. Anh chị thấy cái đẹp không? Bởi sen Korea nó đa dạng, rất là nhiều ấy, nhiều màu sắc khác nhau. Và ra mình hao tiền vì chúng đó là như vậy. Cây này các anh chị thấy không? Rất là đẹp ha. Đẹp ghê chưa?
Này, lên nghe anh này. À, cái cây này Hương nó cũng chọn nó. Hương chọn nó cũng vậy. Nó không có được xum xê lắm. Và nhưng cái cây nó các anh chị thấy nó một bảng một thôi. Một thân một, ở dưới gốc nó lên một gốc một, một bảng lên thôi. Còn những cây khác anh thấy là nó nhiều nhánh. Nó nhiều nhánh từ dưới gốc lên. Rồi đó nó xum, nhìn bên trên lá nhìn xuống xum xê lắm. Mà nhưng nhìn ngang hông xuống dưới thì cái gốc nó nhiều nhánh lên lắm. Còn cái này Hương lấy cái cây này, hai cây của Hương đều một bảng xè ra. Giống như cái cây này, cái cây nhỏ của Hương cũng vậy nè. Cái cây con mà Hương cắt ra nè, nửa các anh chị thấy nữa, nửa lớn nó cũng đẹp. Nó có một nhánh. Mà cái kia của người ta dưới này nó nhiều nhiều nhánh. Đây lên, cái này là một nhánh thôi nè, nó cái bảng lên đây thì nó có cái này ra, chứ còn nó cũng một bảng vậy. Nửa lớn nó cũng khá đẹp. Mặc dù cái bề ngang của cái xếp của lá của trên nó không có xum xê là phần lá, mà những cái thân của nó. Đây cũng cây ebony. Ebony này cái cánh lá nó nhỏ, nó nhọn lên. Đây, cái này Hương trồng cũng lâu rồi đó, nó bự lắm à. Ở nhà có mấy cây vậy đó, mà đi có gì đi là ông xã ông thấy mấy thằng mà có cái viền nâu nâu và ông hay thích lắm. Thành ra bữa hôm ông mua cái cây đó, nên Hương lựa cái bề bản bự chứ mấy cái kia cho nó khác khác cái thân chút xíu cho nhà. Hương nói đừng mua nữa, giờ mấy cây rồi. Ai vợ chồng không ai cản ai hết trơn, cảm ơn ơi. Tại ở nhà có mà Hương thấy không thích nữa, Hương cũng không cản. Tại vì ông xã Hương muốn mua gì Hương mua, Hương không bao giờ Hương cản. Không có nói là nhiều tiền, ít tiền chân thành ra Hương cũng phải như vậy lại. Ăn đồng chia đều. Cây này giờ to lắm rồi các anh chị. Thấy cái thần, cái chậu to rồi vậy. Cái cây này lúc mà mùa hè thì nó xanh miết à, mùa này nó ra màu vậy nè các anh chị. Cái này dường như hột choi. Hương thích nó mà mấy lúc Hương mua lại Hương ít gặp nó nữa, nên chính vì chỉ có một cây một. Nhiều lúc muốn mua thêm mà nhưng lúc mình mua thì không thấy nó. Mình chơi sen cổ ria các anh chị mới thấy ha, coi như nó rất là nhiều loại khác nhau.
Vườn của mình cũng khá nhiều loại rồi nha các anh chị. Hương sưu tầm nhiều mà đa số là mấy cái loại Isoria và Rigetti nhiều. Bây giờ nó nhiều quá rồi mới đi sưu tầm cây đột biến. Giờ có nắng lên chút xíu thành ra nó có thể chắc hết mưa luôn á. Tạnh mưa luôn á. Nếu tạnh luôn Hương phải đi thổi nước mấy cái đọt. Tại có một hai chậu của Hương á, mưa nhiều quá nó bị túi mấy lá với túi lá với túi đọt nữa. Giờ nắng lên rồi, giờ có nắng lên rồi đó các anh chị. Thỉnh thoảng nó chớp ánh nắng lên, nó sáng lên. Cây này của Hương á, cái này là nó một nhánh nè các anh chị, một nhánh đó cái Hương cắt đọt. Hương cắt đọt Hương làm cho nó nhảy ra nhiều đọt nè. Nó thành ra nó nhảy đọt nhiều đọt xung quanh. Cây này các anh chị thấy nó cũng đẹp ha, nó không phải là của Korea đó các bạn. Cây này là của Mỹ chứ không phải của Korea. Đây cũng là cây sen đột biến. Cái sen này đột biến ở nhà Hương trồng cũng khá lâu rồi đó. Rồi nó lên được ba cao Hương mới đổi chậu cho nó. Mấy cây này cái giống mấy cây này nó lâu lớn lắm. Còn cái cây đột biến mà cái loại mà Hollywood là các bạn, cây này giống này mau lớn lắm. Có nắng lên đó các anh chị thấy lên màu nhìn thấy đẹp không? Cái cây này của Hương chậu này quá nặng nè, thành ra nó nằm tuốt ở trong cái đó. Nó cũng đẹp lắm mà đều không có để ra xây xây được cho các bạn xem. Cây này là màu đỏ nè đó, thằng này mua bên Korea. Đây là cái cây này cũng Hollywood nè. Giờ nắng nó ngưng nó hàng thành ra thấy cái màu nó không được đẹp. Nó có sáng lên, ánh sáng lên chút xíu cái mình thấy cái lên hình nó đẹp. Vậy trời nó vừa tạnh mưa
Hương ra Hương thăm vườn của mình, Hương thực hiện cái video gửi đến các bạn xem giải trí nha. Thì Hương thì Hương chỉ thực hiện video trong cái ngôi vườn của mình thôi các bạn. Hương trồng nhiều, Hương muốn khoe với các bạn nào cùng sở thích như chiêm ngưỡng cho vui. Chứ còn Hương không có là YouTuber, không có đi thâu chỗ khác, không có đi, không có thời giờ. Mấy cây airplane của Hương nó đang bắt đầu nó nở, chỗ này nó nở ra phong tím tím nè. Cái airplane của Hương cũng sắp nở nhiều lắm, nó cũng đang ra bông. Nó có bông rồi nó nở ra cái nó có cái cánh lá màu tím tím. Vườn của Hương thì cũng nhiều loại hoa ha các bạn. Đây thì cũng airplane nè, nó đang ra bông nè. Để cái này nó chưa nở, có mấy cây sao không có bông. Cái này thì chỉ lâu lâu Hương chỉ phun nước thôi à, trồng nó cột lên thôi các bạn, không có đất, không có gì trơn trời á. Nó sống về không khí bởi nó có cái tên airplane. Còn cái cây này nay chắc các anh chị thấy nó cái màu có màu sắc hơn, mà điều nó héo, nó còn héo chứ nó không bớt cái màu trắng nhiều ha. Đây nó có màu nâu nâu tím tím cũng nhiều rồi, và cái thân cây nó cái lá còn bị héo nhiều, chưa có bắt rễ nè, rễ nó còn héo, lá còn héo nhiều chứ chưa có bắt rễ. Wow, nó có nắng lên sáng nè, rồi Hương thâu cho các anh chị coi. Nó vừa nắng lên thấy màu rồi. Wow, nắng lên, cái cây này giờ có nắng lên các bạn dòm coi nè. Nắng lên đó, nắng lên rọi lên cái màu đó. Màu đỏ nâu, nâu đen và nâu này khi có nắng lên nhìn đẹp đó các bạn. Đó, giờ nắng lên rọi vô đó, nhìn thấy rất là đẹp ha. Vô thì nó nhìn như vườn hơn, rất là đẹp. Thấy vườn sen của mình đáng ngắm không? Hương có rất là cái thú vui của Hương đấy. Rồi, vậy Hương thực hiện cái video tới đây xin chia tay cùng các anh chị và các bạn nha. Hẹn lại video kế. Bye bye. Không quên nữa, quên chúc các bạn là những ngày tới là những ngày vui vẻ, là những ngày bình an trong cuộc sống của mình nha. Bye bye.